Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, trong suốt cuối tuần vừa qua, như chúng tôi nói, đương kim Tổng thống Biden đang ra hết sức trấn an và cả thuyết phục nữa bên phía Dân Chủ là hãy tin vào ông. Mặc dù Dân Chủ thì bây giờ đòi hỏi là hãy chứng minh đi, Tổng thống hãy chứng minh là ông thực sự đủ cái sự minh mẫn để mà lãnh đạo cái cuộc chiến thắng trong cái tháng 11 sắp tới đây. Nhiều người bên phía đảng Dân Chủ vào cuối tuần họ nói gì này nè, họ cảm thấy rất là buồn, it's sad. Họ rất là buồn khi nhìn thấy là một nhân vật lãnh đạo của đảng Dân Chủ, người mà họ rất là tôn trọng và đã đạt được một số thành tựu trong cái thời gian, trong suốt cái nhiệm kỳ 3 năm vừa qua của mình á, mà bây giờ phải đối diện với một cái cuộc khủng hoảng. Người ta đặt ra câu hỏi rằng ông có đủ minh mẫn hay không để mà đi tiếp. Bên phía Dân Chủ họ nói ra rất nhiều người họ cảm thấy buồn khi nhìn thấy cái hình ảnh và cả những cái khó khăn của ông Biden lúc này, và cả cho đảng Dân Chủ nói chung nữa, và đặc biệt trong cái cuộc bầu cử tổng thống trong cái thời gian sắp tới. Khi mà xuất hiện ở trên cái cuộc phỏng vấn độc quyền trên ABC á, thì người ta mới nhìn nhận như thế này nè, rõ ràng là Tổng thống thể hiện cái sự nhanh nhẹn hơn, thể hiện tốt hơn sau cái phần tranh luận trước đây ngày 27 tháng 6 trên CNN, nhưng mà nó vẫn không đủ sức thuyết phục được những người đang hoài nghi về cái sự minh mẫn và về cái khả năng mà lãnh đạo nước Mỹ của ông Biden trong thời gian sắp tới. Nó không có tạo ra bất kỳ một cái sóng gió hay một cái crisis nào nữa, nhưng mà nó cũng không giúp cho đương kim Tổng thống thuyết phục được cử tri Mỹ, và đặc biệt là ngay trong chính đảng của mình, sau những cái khủng hoảng nó dẫn đến từ cái cuộc tranh luận với ông Trump trên CNN. Thưa quý vị, xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn ABC đó, ông Biden đã cố gắng đánh bạc cái tư tưởng là cho là ông già. Ông thừa nhận là ông già, ông nói rằng bây giờ kêu tôi chạy á, chạy coi như là chạy đường dài á, mà còn chạy nhanh á, chạy không nổi rồi, tôi đồng ý, nhưng mà tôi vẫn ở trong một cái good shape, có nghĩa là vẫn trong một cái sức khỏe nó rất là tốt, và tôi không nghĩ rằng có ai bây giờ mà đủ qualify, là đủ để mà ra tranh cử và đạt được chiến thắng hơn tôi trong cái cuộc đua này đâu. Ông Biden khẳng định như vậy trong cái cuộc phỏng vấn trên ABC độc quyền ngày thứ sáu, vào tối thứ sáu đó, thưa quý vị. Và ông còn nói tếu như thế này nè, bây giờ chỉ có Chúa thì mới nói tôi được, nếu mà Chúa nói là Joe, đứng qua bên đi để cho người khác để ra tranh cử, thì ok, tôi nghe lời Chúa liền, nhưng mà tiếc là giờ Chúa không kêu tôi điều đó. Ông nói tếu như vậy. Và khi mà người phỏng vấn hỏi ông là ông có thấy ông Biden bây giờ và 3 năm về trước nó có gì khác nhau hay không, hay là ông vẫn là người đàn ông mà đã thắng cái cuộc bầu cử và bước vô tòa Bạch Ốc 3 năm về trước hay không, thì ông Biden nói là về cái khía cạnh mà thành công á, thì yes, tôi vẫn là cái người đàn ông như vậy đó. Tôi là người đã đặt một cái đề nghị để mà chấm dứt cái chuyện xung đột ở Trung Đông, mà bây giờ thì cũng chưa có đạt được kết quả nào hiển thị, thưa quý vị. Nhưng mà rõ ràng là bên phía chính phủ của ông Biden đang nỗ lực hết sức để mà đặt cái giải pháp mà chấm dứt cái xung đột ở Trung Đông. Rồi tôi là người đã mở rộng NATO, và tôi cũng là người đã lèo lái cái nền kinh tế của nước Mỹ đi đến cái giai đoạn như thế này. Và tất cả những cái chương trình nghị sự tôi đề ra, tôi đều đang cố gắng thực hiện được. Thì tôi cho rằng tôi với người đàn ông 3 năm về trước là giống nhau. Đó là ý kiến của ông Biden trong cái cuộc phỏng vấn ở trên ABC. Nhưng mà rõ ràng là người dân và cả bên phía đảng Dân Chủ, họ vẫn không cảm thấy mặn mà trước những cái lời thuyết phục của đương kim Tổng thống. Nói như lời dân biểu bên phía Dân Chủ Illinois là ông Mike Quigley, vào hôm Chủ nhật, ông nói như thế này nè: thưa Tổng thống President, Những cái thành công, cái nhiệm kỳ tổng thống của ông, những cái gì mà ông để lại cho nước Mỹ, theo lời dân biểu của Illinois này nói đó, là nước Mỹ nợ ông rất nhiều những cái lời cảm ơn về những gì ông đã làm. Nhưng mà bây giờ cái tình thế nó đã khác rồi, và cái cuộc bầu cử này nó rất là quan trọng. Bây giờ một là ông phải chiến thắng, mà khả năng chiến thắng vang dội á, landslide với ông Trump á, còn không á, thì ông phải trao truyền ngọn đuốc để cho người khác ra và tạo cái sự chiến thắng. Đó là lời kêu gọi của không chỉ một vị dân biểu, mà như chúng tôi nói đó, ngày càng có những cái vị dân biểu, những cái nhà lập pháp và kể cả thượng viện nữa, họ bắt đầu lên tiếng về chuyện Tổng thống Biden nên chăng là trao truyền ngọn đuốc lại, thưa quý vị. Nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy. Có một nhân vật mà chúng tôi đọc thấy trong cái tuần cuối tuần vừa qua là một nhà sử gia, thưa quý vị. Ông này đó là đã từng nhận định những cái kết quả bầu cử, có nghĩa là 10 cái cuộc bầu cử thì ông nhận định là
chính xác là 9 cái cuộc bầu cử tỷ lệ 9 trên 10 đó. Đây là nhân vật giáo sư Alan Lichtman. Từ hồi bầu cử năm 1984 cho tới giờ, ông đều quan sát, phân tích và dự đoán cái cuộc bầu cử theo diễn nó đúng theo những cái gì mà nó diễn ra như vậy. Thì ông nói như thế này nè, ở cái thời điểm hiện tại, ông cân nhắc tất cả mọi khả năng và kể cái câu chuyện ông Biden đang đối diện với khủng hoảng bây giờ và có nên chăng là để cho bà Kamala Harris tiến lên phía trước như nhiều lời đề nghị, hoặc là Kamala Harris và Gavin Newsom như chúng tôi có thừa, hay là Kamala Harris và bà thống đốc Whitmer của Michigan. Nhưng mà bất kỳ một cái khả năng nào khác, theo ông giáo sư Alan Lichtman này, ông nói là đều không bằng vẫn cứ giữ ông Biden ở lại cái vị trí là ứng cử viên số 1 hiện nay, thưa quý vị. Nói một cách khác, theo lời ông Lichtman, nếu mà bà Kamala Harris mà có ra đại diện cho bên phía đảng Dân Chủ á, thì cũng khó lòng có thể thắng được ông Trump ở thời điểm này. Chỉ có ông Biden mới là cái nhân vật đủ đảm đương để mà so găng với ông Trump mà thôi. Bởi vì ông Lichtman này nói với tờ Washington Post Journal, nói như thế này nè, ông Biden có những cái điểm thuận lợi mà đảng Dân Chủ cần phải giữ ông là nhiều thứ lắm. Cái đầu tiên đó là vị trí tổng thống đương nhiệm, đây là một lợi thế của ông Biden. Và cái thứ hai là trong cái bầu cử sơ bộ vừa rồi, ông gần như là không trải qua bất kỳ một cái khó khăn nào hết để được cử tri đoàn, để nắm được cái danh sách cử tri đoàn trong cái cuộc bầu cử sơ bộ bên phía đảng Dân Chủ. Đây là hai cái lợi thế quan trọng cho một nhân vật đại diện cho đảng để mà ra so găng với đảng đối thủ. Thế thì bây giờ nếu mà nhân vật nào khác lên thay, ví dụ như ông Gavin Newsom cũng chẳng hạn, thì sẽ không có được những cái lợi thế này. Biden có vị trí là một tổng thống đương nhiệm nè, và đã đạt được số đại cử tri đoàn nhất định ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ rồi, rồi đã ghi nhận được qua những cái vấn đề về chính sách về kinh tế mà ông đã tạo ra trong suốt cái thời gian vừa qua nè, rồi những cái và đặc biệt theo lời ông Lichtman nói là đến hiện nay không có một cái scandal nào nó dính trực tiếp đến ông Biden. Đúng là có câu chuyện là ông con ông Hunter Biden đó đã gây ra rất nhiều những cái vết nhơ trong cái chiến dịch tranh cử của ông Biden, nhưng mà nó không trực tiếp, đó là những cái chuyện mà ông Biden đã tạo ra. Và ông Lichtman này nói đó là một số những cái điểm sáng, những cái thuận lợi. Nếu như bây giờ để cho một nhân vật khác lên thay, ví dụ như ông thống đốc Gavin Newsom chẳng hạn, thì sẽ không có được cái lợi thế là đương nhiệm đó. Bây giờ muốn giải quyết cái bài toán của bà Kamala Harris, phải không? Vậy thì theo lời ông giáo sư Lichtman này nói là chỉ có một cách thôi, là ông Biden ông rút lui, ông bước xuống, không còn là tổng thống nữa, và đưa cái vị trí tổng thống đó cho bà Kamala Harris. Như vậy thì bà sẽ có hai cái lợi thế lớn nhất mà hiện nay ông Biden có, là cái vị trí đương tổng thống đương nhiệm và là được sự ủng hộ của bên phía trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Bằng cách đó thì Kamala Harris mới tiến lên phía trước và lấy được cái ngọn đuốc mà ông Biden trao lại hay thôi. Nhưng mà không biết thực sự là cái khả năng đó nó có đủ sức để mà xảy ra hay không. Bà Kamala Harris thì trong cuối tuần rồi bà có đến New Orleans, thưa quý vị, và tham dự những cái sự kiện âm nhạc của trong cộng đồng da đen, và bà đang hết sức là kêu gọi và cho cộng đồng da đen nhớ một điều rằng là ông Trump không phải là ứng cử viên mà bảo vệ quyền lợi của cộng đồng da màu. Bà nhắc lại cho cộng đồng da đen ngay trong cái sự kiện âm nhạc này nhớ là ông Trump đã nhiều lần nói rằng nếu như mà đắc cử thì tôi sẽ là cái nhà độc tài ngay từ dù chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Và bà nhắc là chỉ có đảng Dân Chủ mới bảo vệ quyền lợi cho cử tri da đen mà thôi. Có một cái điều lưu ý đáng để ý là trong cái chuyện mà đi tranh cử vận động ở New Orleans vào hôm cuối tuần vừa qua, bà Kamala Harris, phó tổng thống, đã rất là cố gắng tránh né, không có nhắc về khủng hoảng của ông Biden ở thời điểm hiện tại. Bà không nhắc về một câu nào hết đối với cái chuyện ông Biden như thế này. Đó là một chi tiết rất là đáng chú ý, thưa quý vị. Và trong cái bối cảnh này nè, trong cái bối cảnh đảng Dân Chủ đang chật vật và giải quyết vấn đề mà chia rẽ như thế này, thì bên phía ông Trump và cả những đồng minh của ông đang bắt đầu để ý tới ba cái tiểu bang chiến trường đóng cái vai trò vô cùng quan trọng
đến cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, đó là ba tiểu bang New Hampshire, Virginia và Minnesota. Đây là thành trì của bên phía đảng Dân Chủ, và ông Biden đã ngày càng đóng cái bức tường xanh như thế này, nó ngày càng vững chắc hơn sau cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhưng mà bây giờ, trong cái lúc mà tranh tối tranh sáng nhập nhoạng như thế này, bên phía ông Trump đang bắt đầu để mắt và chuẩn bị tấn công đổ bộ lên ba tiểu bang này, thưa quý vị. Để mà từ cái chiến thắng của ba tiểu bang này thì chắc chắn sẽ quét qua những cái tiểu bang chiến trường khác. Đó là một trong những cái chiến lược mà những nhà quan sát về cái tình hình tranh cử họ đưa ra vào sáng ngày hôm thứ Hai đây. Quý vị nhớ là ở New Hampshire và ở Virginia đó đều có hai thống đốc là Cộng Hòa. Nhưng mà hầu hết tất cả những nhà lập pháp của tiểu bang, những cái chiếc ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang này đó là đều thuộc về đảng Dân Chủ. Và ở ba tiểu bang này đã từ lâu rồi họ đều không có bỏ phiếu cho bất kỳ một ứng cử viên Cộng Hòa nào hết. Nhưng mà nhiều người đang lo ngại nếu như đảng Dân Chủ mà cứ loay hoay và cứ tranh cãi và không có thống nhất được một khối như thế này đó, thì có thể ông Trump sẽ tạo được chiến thắng ở ngay ba mặt trận là cái thành trì dày đặc của bên phía đảng Dân Chủ này, để rồi từ đó nhân rộng lên ở những cái tiểu bang chiến trường khác. Đó là một thông điệp phải nói là cảnh báo đối với bên phía đảng Dân Chủ, phải nói rất là nguy hiểm. Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là liên quan đến tình hình điện nước ở California này nè. Là bởi vì theo một cái đạo luật mà đã được thông qua ở Quốc hội của California rồi và cho phép những cái nhà cung cấp nước của tiểu bang Cali đó, sắp tới họ phải làm sao không biết, họ tính toán sao không biết, mà họ phải cắt giảm cái nguồn nước cung cấp cho người dân ở California để mà đối phó với tình trình hạn hán sắp tới. Bởi vì theo cái ủy ban mà về cái nguồn cung cấp nước của California đó, họ nói rằng là bây giờ Cali vẫn phải đối diện với tình hình hạn hán, bất kể là vừa rồi những cái cơn mưa tưởng là đã giải quyết được, nhưng mà nó không có giải quyết được cái thời gian dài, và trong 15 năm sắp tới Cali vẫn đối diện với những cái cơn cháy rừng, vẫn đối diện với những cơn hạn hán, cho nên bây giờ phải có giải pháp. Từ trước giờ đó, tiểu bang vàng nhiều lần đưa ra những cái lời kêu gọi cư dân á, là tiết kiệm nước giùm cái, là bớt tưới cỏ giùm cái. Và chính ông Trump, quý vị nhớ không, ông nhiều lần chỉ trích ông Gavin Newsom, bởi vì Gavin Newsom là một học trò vô cùng thân cận với là ông Biden. Ông Trump đã từng tố cáo và nói rằng cái tiểu bang đó mà giàu có gì, ông thống đốc đó đòi là cắt nước của người dân một cách là forever, những cái chính sách mà gọi là vĩnh viễn và cắt giảm nước của người dân đó. Nhưng mà lời cáo buộc đó là không chính xác, bởi vì trước đây đó là California chỉ có gửi ra những cái lá thư và khuyến khích người dân là tiết kiệm nước giùm thôi. Nhưng mà bây giờ nè thưa quý vị, bây giờ là mới chính thức là hiệu lực, là sẽ áp dụng vào tháng 1 năm 2025. Các công ty cung cấp nước cho người dân đó buộc lòng phải tính toán sao không biết. Họ phải tính trong cái khối lượng là người dân dựa trên cái nhu cầu của mỗi cộng đồng nè, rồi cái nhu cầu sử dụng nước ở trong nhà nè, rồi nhu cầu ở sử dụng nước ở ngoài trời, được các cái khu công viên, các cái khu vui chơi nè, rồi nước cho những cái khu sản xuất công nghiệp nè. Nói chung là tính toán sau đó để mà cắt giảm 40%. Phải cắt giảm 40% cái lượng sử dụng nước ở California. Nếu như mà không cắt giảm thì những cái nhà cung cấp sẽ bị phạt $10,000 một ngày. Đó là trong cái tinh thần của cái luật mới được đưa ra. Dĩ nhiên là trong cái luật này không có hề nói gì đến cái chuyện là áp đặt cái mức hạn chế trực tiếp lên người dân hết á. Họ chỉ yêu cầu các cái công ty cung cấp nước phải làm sao đó để mà hạn chế cái mức độ người dân Cali tiêu xài nước mà thôi. Và để làm điều này, vậy thì các công ty sẽ làm gì thưa quý vị? Họ sẽ nâng cái giá nước lên. Rồi ví dụ theo một cái tỷ lệ là nếu mà khách hàng là cư dân đó mà xài đến một cái mức nào đó thì sẽ phải chịu cái giá mà nó cao hơn bình thường. Thì đó là một trong những cái biện pháp mà các công ty nước người ta sẽ áp dụng để mà hạn chế bớt cái mức độ tiêu xài của Cali hiện nay. Và như vậy thì nghe những cái tin này thì người dân Cali lại càng thêm méo mặt nữa. Đối diện với cái đời sống chi phí vật giá rất là cao hiện nay, chi phí nhà ở thì cũng trên trời hiện nay, và bây giờ thêm cái phần chi phí điện nước nữa thì chắc chắn người dân Cali sẽ còn méo mặt.
Trong cái bối cảnh đó, đó một cái câu chuyện liên quan tới ông thống đốc Cali là ông Gavin Newsom. Ông vẫn đang chu du ở tận những cái tiểu bang khác ở ngoài Cali, thưa quý vị, để mà ra sức là ủng hộ cho cái chiến dịch tranh cử của ông Biden. Nó gây ra rất nhiều những cái sự chỉ trích trong tiểu bang. Nhiều người nói rằng, ôi, Cali đang đối diện với cơn cháy rừng hàng loạt như vậy nè. Mà ông thống đốc ông đi đâu? Bây giờ ông đi New Hampshire. Ông đi New Hampshire rồi sau đó đó là ông đi một loạt những cái tiểu bang ở Michigan, ở New Hampshire để mà thuyết phục cử tri ở những cái tiểu bang đó đó tiếp tục ủng hộ cho cái chiến dịch tranh cử của ông Biden, trong khi cái chiếc ghế của thống đốc, cái vai trò của thống đốc thì ông đang bỏ trống. Những cái lời chỉ trích người ta vẫn còn nhắc tới trong tuần này. Tuy nhiên không ai lạ gì là ông thống đốc Gavin Newsom, một mặt là một thống đốc trẻ của tiểu bang Cali, nhưng mà một mặt khác đây là một nhân vật vô cùng tham vọng và muốn gây dấu ấn. Không chỉ là ở những cái tiểu bang đó, mà quý vị nhớ là ông Gavin Newsom còn muốn là khẳng định cái vị trí và dấu ấn của mình trên chính trường quốc tế thông qua những cái chuyến đi hàng loạt ra châu Âu, rồi thậm chí là đi qua Trung Quốc trong cái thời gian vừa rồi. Nhưng mà ở trong ngay tiểu bang nhà của mình thì vị thống đốc này vẫn đang đối diện với một số những cái làn sóng chỉ trích như vậy. Và đặc biệt khi mà người dân Cali đang đối diện với cái chi phí đời sống nhà cửa quá cao thì người ta quay lại và trăm dâu đổ đầu tằm, thì họ tìm những cái lý do để mà chỉ trích ông thống đốc California. Nhưng mà ông thì vẫn khẳng định chắc nịch nhé, là đừng có ai nói là tôi sẽ thay ông Biden nữa, tôi chỉ đứng đằng sau để hỗ trợ cho ông Biden mà thôi, chứ tôi sẽ không bao giờ bước vào cái cuộc đua tổng thống trong thời gian sắp tới. Đó là lời hứa của ông Gavin Newsom hiện tại, nhưng chúng ta không biết có bất kỳ kịch tính nào diễn ra trong thời gian sắp tới hay không. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.